Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Hải quân Hoa Kỳ và Manila sẽ tuần tra chung tại Biển Đông. Theo thông tin mới nhất từ Reuters, quân đội Manila hôm thứ Hai 4 tháng 9 cho biết các tàu hải quân của Philippines và Mỹ đã tiến hành một cuộc tuần tra chung qua các khu vực trên Biển Đông nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Hình ảnh Reuters đưa tin. Lực lượng vũ trang thuộc Bộ Tư lệnh miền Tây của Philippines cho biết đây là lần đầu tiên Philippines và Washington thực hiện cuộc tuần tra chung ở vùng biển phía Tây đảo Palawan. Cuộc tuần tra chung phản ánh sự hợp tác giữa Mỹ và Philippines diễn ra vào thời điểm căng thẳng gia tăng giữa Manila và Trung Quốc, quốc gia tuyên bố chủ quyền phần lớn ở Biển Đông. Reuters nói thêm, tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường BRP Charles Rizzo của Hải quân Philippines và tàu khu trục trang bị tên lửa lớp Arleigh Burke USS Ralph Johnson của Hải quân Hoa Kỳ đã diễn tập tuần tra chung, trong đó có các tàu thực hành chuyển động gần các tàu khác. Bộ Tư lệnh miền Tây tuyên bố sự kiện này nhằm tạo cơ hội cho Hải quân Philippines và Hải quân Hoa Kỳ ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương thử nghiệm và hoàn thiện học thuyết hàng hải hiện có. Manila đã nhiều lần phàn nàn về điều mà họ mô tả là các hành động hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông, bao gồm việc lực lượng tuần dương Trung Quốc bắn vòi rồng vào một tàu của Philippines đang làm nhiệm vụ tiếp tế vào ngày 5 tháng 8. Hồi năm 2016, phán quyết của Hội đồng trọng tài ở The Hague đã vô hiệu hóa các tuyên bố của Trung Quốc đối với gần như toàn bộ tuyến đường thủy có mật độ giao thương trị giá khoảng 3.000 tỷ đô la mỗi năm. Bắc Kinh không tham gia vào quá trình tố tụng của tòa án và không công nhận phán quyết. Hôm 31 tháng 8, binh lính Mỹ, Indonesia và 5 quốc gia khác cũng bắt đầu cuộc tập huấn hàng năm trên đảo Java của Indonesia, trong khi sự hung hăng ngày càng tăng của Trung Quốc đang gây lo ngại. Binh sĩ Mỹ và Indonesia đã tổ chức cuộc tập trận bắn đạn thật lá chắn siêu Garuda từ năm 2019. Úc, Nhật Bản và Singapore cũng tham gia vào năm ngoái. Lực lượng Anh và Pháp tham gia cuộc tập trận năm nay với tổng số khoảng 5.000 quân nhân. Trung Quốc coi các cuộc tập trận mở rộng này là một mối đe dọa, cáo buộc Mỹ xây dựng một liên minh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tương tự như NATO để hạn chế sự ảnh hưởng quân sự và ngoại giao ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực. Hình ảnh tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường USS Ralph Johnson bên trái của Hải quân Hoa Kỳ và tàu khu trục BRP Charles Rizzo của Hải quân Philippines đi qua vùng biển phía Tây Palawan ở Biển Đông vào ngày 4 tháng 9 năm 2023. Cũng hôm 31 tháng 8, Trung Quốc đã công bố bản đồ tiêu chuẩn mới, trong đó thể hiện các yêu sách lãnh thổ của nước này trên Biển Đông, vượt qua các vùng đặc quyền kinh tế hàng hải của Malaysia gần Sabah và Sarawak và một số quốc gia khác như Brunei, Philippines, Indonesia và Việt Nam. Sau khi bản đồ của Trung Quốc được công bố, nhiều nước đã công khai phản đối. Philippines nói tấm bản đồ này là nỗ lực mới nhất của Trung Quốc nhằm đòi chủ quyền đối với các thực thể và các vùng biển của Philippines và cho biết nó không có cơ sở theo luật pháp quốc tế. Theo VOA, nhiều nước phương Tây đã hối thúc Bắc Kinh tuân thủ Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển UNCLOS, một văn kiện ấn định những khu vực kiểm soát hàng hải dựa trên đường bờ biển, nhưng Trung Quốc phần nhiều xem những luật lệ quản trị hàng hải mà Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn là không tương thích với luật pháp trong nước. Tệ hơn là họ xem những luật lệ này là những công cụ mà báo quyền phương Tây được định ra để hạn chế ảnh hưởng đang lớn dần của Trung Quốc trong tư cách là một cường quốc thế giới. Để đối phó với Trung Quốc, chính phủ Hoa Kỳ đang thắt chặt liên minh với các đối tác trong khu vực, bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam và Philippines, nhằm ngăn chặn chủ nghĩa bành trướng của Bắc Kinh, nhất là trong khu vực Biển Đông. Trong cuộc phỏng vấn gần đây với Reuters, Tư lệnh Hạm đội 7 của Mỹ, Đô đốc Carl Thomas, nói rằng cần phải đẩy lùi hành vi hung hăng của Trung Quốc trên biển. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin Hải quân Hoa Kỳ và Manila sẽ tuần tra chung tại Biển Đông. Phóng sinh hay sát sinh? Báo VOA ngày 1 tháng 9 có đăng tải bài viết của tác giả Trân Văn trong chuyên mục Thiên Hạ Luận của báo này. Theo đó, tác giả bình luận về chủ đề phóng sinh, một chủ đề nóng trên mạng xã hội trong những ngày qua. Hình ảnh bài viết trên VOA. Tác giả đã thu thập ý kiến từ báo chí và người dùng mạng xã hội như sau. Tác giả Nguyễn Hồng Lam nói rằng, đây chỉ là một thực hành của chủ nghĩa nhân đạo man rợ. Nó không phải là sự giải thoát mà là một tội ác, một hành vi tận diệt. Nó thể hiện sự vô tri, mong muội của cả chúng sinh, lẫn kẻo khoác áo tu hành, nhưng lòng còn đầy ngã mạn. Được đem ra thực hành công khai, nó trở thành phương tiện lừa bịp đức tin, Chỉ có con người mới cần được phóng sinh tâm hồn ra khỏi đầm lầy dốt nát, tăm tối và tàn ác. Chim trời vốn không cần uống nước đóng chai, cá ốc không quen hương khói, muôn loài không cần thứ tự do sau khi đã bị đánh bẫy, bị bắt trói. Đừng mang tín ngưỡng ra đọa chúng sinh trong u mê và tàn sát sinh linh thêm nữa. Ông Trương Nhân Tuấn thì bình luận, trước đạo Pháp, hành vi phóng sinh của các chùa quốc doanh trở thành một tội ác. Trước thiên nhiên, chuyện phóng sinh kiểu chùa Việt Nam là hành vi tàn phá môi sinh, làm đảo lộn tuần hoàn của hệ sinh thái địa cầu. Suy nghĩ sâu xa, chuyện tệ hại nào chưa xảy ra trên đất nước này. Có một điểm đáng lưu ý là trong số những người phản đối phóng sinh, có rất nhiều người am tường tinh thần, giáo lý đạo Phật, và cũng vì vậy mà họ chỉ trích kịch liệt hoạt động phóng sinh, ngày càng trở nên kỳ quái như đã biết và đang thấy. Thái Hạo nêu ra một nghịch lý khác rất đáng ngẫm nghĩ. Phóng sinh tôm, cua, cá, ốc, chim cò làm gì khi thấy đồng loại bị bắt bớ, đánh đập, bỏ tù oan hàng chục năm trời mà không hé răng nói lấy một lời? Phóng sinh làm cái gì khi thấy cái ác và sự bất công tràn ngập mà không hó hé nửa câu? Đó là sự vô cảm độc ác và là hiện thân của thói đạo đức giả mà thôi. Tương tự, Trịnh Khảo Nguyên tâm tình. Phần đông người ta lo giải oan theo nghi thức tâm linh, cúng kính, lập đàn tràng cho cõi âm, cho người đã chết, để những vong hồn, âm hồn ấy thoát khỏi những hình phạt rất rùng rợn dưới âm phủ và được siêu. Ít người nghĩ đến chuyện giải oan cho cõi dương, cho người còn đang sống. Cùng tham gia thảo luận về phóng sinh, Thục Quyên đề nghị, phóng sinh là hành động mang lại sự sống cho chúng sinh đang bị đe dọa đến tính mạng, có nghĩa là giải thoát những sinh vật đang bị giam hãm trong lòng chậu, nhà giam, đang bị tra tấn, đánh đập hoặc sắp bị giết. Hình ảnh lễ phóng sinh. Lễ phóng sinh hoành tráng là một lễ được tổ chức thông minh, có ý nghĩa thuyết phục và rộng lớn để mọi người, dù là Phật tử hay không, đều nhìn thấy ý nghĩa và cùng tham dự. Ví dụ, các vị tôn đức, các đoàn thể Phật tử có thể lập ra những chương trình học hỏi về dinh dưỡng để khuyến khích cả nước giảm tiêu thụ thịt, thay thế bằng rau củ quả bổ dưỡng. Cũng từ góc độ một Phật tử, Thục Quyên đề nghị lễ phóng sinh phải là buổi lễ mà gần 100 triệu người Việt nghĩ tới những tử tù, đồng loạt ký thỉnh nguyện thư, yêu cầu chính phủ cần theo đà tiến hóa của nhân loại, bãi bỏ án tử hình. Phật giáo Việt Nam sẽ là ngọn đuốc sáng cho thế giới nếu Phật tử Việt Nam nhìn nhận thấy những giáo nghĩa Bụt dạy như những pháp môn, hướng dẫn thực tập để làm phát khởi tuệ giác và từ bi, mà không phải là những chân lý để thờ phụng và bảo vệ, nhất là bảo vệ bằng những phương tiện bạo động. Đáng lưu ý, chính quyền địa phương như Thừa Thiên Huế gửi công văn cho Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở tỉnh này, đề nghị không cho phép người khác vào khuôn viên của chùa để bán chim phóng sinh, vì việc săn bắt chim hoang dã phục vụ cho phóng sinh sẽ tận diệt các loài, ảnh hưởng đến sự cân bằng sinh thái tự nhiên và vi phạm quy định pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin phóng sinh hay sát sinh. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ thời báo.d.